cho các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử đồng chí Lưu Xuân Vĩnh. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh sinh năm 1961 là một chính trị gia người Việt Nam. Đồng chí từng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa 10, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa 9, nhiệm kỳ 2011-2016, được bầu giữ chức vụ này ngày 30 tháng 5 năm 2014. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, sinh năm 1961, quê quán tỉnh Ninh Thuận. Về sự nghiệp, đồng chí từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận. Ngày 30 tháng 5 năm 2014, đồng chí đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2011-2016, 44 trên 45 phiếu đạt. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tân Dũng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ này đối với đồng chí theo quyết định số 869/QĐ-TTg. Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2020, kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa 10, nhiệm kỳ 2016-2021 đã miễn nhiệm hai chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đối với đồng chí Lưu Xuân Vĩnh do chờ nghỉ hưu và đồng chí Phạm Văn Hậu do chuyển sang làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời bầu đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh, chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.